Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life, được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Life. Và qua những số phát sóng vừa rồi thì chúng ta đã bàn tới rất nhiều các vấn đề, các chủ đề xoay quanh bệnh đau dạ dày. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem nguy hiểm khôn lường vì lạm dụng thuốc kháng sinh chữa bệnh đau dạ dày là gì. Và với chủ đề này thì chúng ta sẽ cùng đồng hành với dược sĩ Trần Duy Khanh. Xin chào dược sĩ ạ. Xin chào MC Thúy Miên. Xin chào quý vị khán giả. Đau dạ dày thì ảnh hưởng không nhỏ đến ăn uống, công việc cũng như là sinh hoạt người bệnh. Đã có rất nhiều bệnh nhân chia sẻ với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life rằng là họ không thể tập trung vào làm được việc gì cả, bởi vì là cái bệnh này nó hành hạ và nó gây cảm giác rất là khó chịu. Thế nhưng đa số các bệnh nhân đều có dấu hiệu ở giai đoạn đầu thì sẽ cố chịu đựng hoặc cho qua. Đến khi tới bệnh viện, lúc này bệnh đã ở tình trạng nặng hơn rất là nhiều. Dược sĩ đánh giá như thế nào về cái thực trạng này ạ? Theo như cái chia sẻ của MC ấy, thì cái vấn đề này là cái vấn đề gặp rất là nhiều trong cuộc sống. Chúng ta thường là ngại có thói quen đi gặp bác sĩ cũng như là tìm kiếm các lời tư vấn từ các chuyên gia. Chúng ta thường là truyền tay nhau là điều trị những cái này là với những cái triệu chứng là đau dạ dày như này, chúng ta sử dụng các thuốc này và tự ra các cửa hàng thuốc để mua. Vì vậy là cái việc là sử dụng nó không hiệu quả, như là bệnh lý càng ngày càng nặng hơn, đến lúc nặng đến lúc đi bệnh viện thì nó sẽ là tiền mất tật mang và rất là khó điều trị. Cái thực trạng này là thực trạng rất là gặp nhiều trong cuộc sống. Cũng chính vì cái tâm lý rất là chủ quan và e ngại vào bệnh viện mà nhiều bệnh nhân thường sử dụng các loại thuốc kháng sinh giảm đau. Và Thúy Minh được biết thì kháng sinh thì luôn có hai mặt. Vậy thì dược sĩ có thể chỉ ra các mặt lợi và mặt hại khi lạm dụng thuốc kháng sinh là gì ạ? Khi mà chúng ta phát minh ra kháng sinh ấy, đây cũng là một cuộc cách mạng để cứu chữa rất là nhiều các bệnh nhân. Tuy nhiên thì kháng sinh nó là con dao hai lưỡi, nó giúp bệnh nhân điều trị được vi khuẩn. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta lạm dụng kháng sinh nhiều quá thì nó sẽ lâu ngày nó sẽ dẫn đến tình trạng là kháng kháng sinh, để dẫn đến một ngày ấy có thể chúng ta sẽ chết vì những cái vết xước rất là nhỏ. Nếu mà vi khuẩn vào những cái chủng vi khuẩn gọi là siêu kháng thuốc ấy, nó tấn công vào thì không có một cái loại kháng sinh nào để điều trị và chúng ta sẽ chết vì những cái vết thương rất là nhỏ. Trong những năm gần đây thì tình trạng gia tăng cái đề kháng kháng sinh được đề cập rất là nhiều, bởi vì chúng ta thường có thói quen là sử dụng kháng sinh một cách là bừa bãi trong cộng đồng cũng thế. Ví dụ những cái bệnh nó rất là nhẹ, có thể là chưa cần dùng đến kháng sinh hoặc là sử dụng cái kháng sinh nhẹ thôi, nhưng mà vì cái thói quen cũng như là những cái cửa hàng thuốc họ sử dụng các liều cao thì bệnh nhân đã bị dùng những cái lược kiều cao như thế rồi ấy. Khi mà vào bệnh viện mà những cái nhiễm khuẩn nặng thì rất là khó để tìm những kháng sinh có cao cấp hơn để điều trị trong những nhiễm khuẩn như thế. Rất là khó trong điều trị. Với chủ đề ngày hôm nay thì chương trình đã nhận được câu hỏi của một vị khán giả mong muốn được giải đáp thắc mắc về bệnh đau dạ dày của mình. Tôi đi khám bác sĩ và được chẩn đoán viêm loát dạ dày và trào ngược thực quản. Đã điều trị 3 đợt ở Bệnh viện Đại học Y Dược, mỗi đợt kéo dài từ 3 đến 4 tháng. Bác sĩ cho uống rất nhiều thuốc, nhưng bệnh vẫn không dứt. Xin các bác sĩ cho biết bệnh có lành hẳn được hay không và tôi cần phải điều trị như thế nào để dứt hẳn và đem lại sức khỏe và niềm vui cho cuộc sống ạ? Cảm ơn câu hỏi của quý khán giả đã gửi đến chương trình. Với những bệnh mà có trào ngược dạ dày thực quản như này này, thì trào ngược dạ dày thực quản tức là cái dịch vị trong dạ dày ấy, nó trào ngược lên trên thực quản, có khi là trào ngược lên trên vùng hầu họng, gây ra cảm giác rất là khó chịu mà lâu ngày thì dẫn đến là tổn thương thực quản, vì axit của dịch vị nó rất là có tính axit rất là cao, gây tổn thương đến niêm mạc của thực quản. Lâu ngày thì nó có sẽ dẫn đến là ung thư thực quản hoặc là viêm loét thực quản. Cái bệnh này thì cái việc chữa của nó ấy, nó cũng khá là khó được dứt điểm, bởi vì nguyên nhân của nó có thể nó do những cái lo lắng, những cái suy nghĩ, những stress,
gây căng thẳng thần kinh. Căng thẳng thần kinh thì nó làm gia tăng tiết axit này, nó làm tăng co bóp dạ dày, nó gây trào ngược lên. Vì vậy nó như một cái vòng xoáy. Bệnh nhân lo lắng suy nghĩ thì lại làm đau dạ dày, và đau dạ dày thì lại bệnh nhân lại lo lắng suy nghĩ về cái vấn đề đấy, lại nó thành một cái vòng xoáy như thế. Và bệnh nhân nếu mà không dứt được cái nguyên nhân là trào ngược ấy, là những cái mà căng thẳng, stress, rồi những cái có thể do vi khuẩn HP, thì cái việc dứt điểm nó rất là khó. Vì vậy là để điều trị được dứt điểm những trường hợp này thì chúng ta phải biết được là nguyên nhân là gì. Nguyên nhân nếu mà do căng thẳng, stress, thì giải tỏa được căng thẳng, stress, nó sẽ giảm nhẹ được cái việc là trào ngược dạ dày thực quản. Nguyên nhân do vi khuẩn HP thì tiến hành điều trị vi khuẩn HP trong một thời gian dài, thì qua một cái liệu trình điều trị tầm 2 đến 3 tháng thì nếu mà mất khi mà điều trị xong được vi khuẩn HP thì có thể là cái bệnh lý về dạ dày nó sẽ giảm nhẹ được phần nào. Vâng, và quay trở lại với phần trao đổi với dược sĩ, thì dược sĩ có thể nêu ra các nhóm thuốc đặc biệt nên chú ý khi sử dụng để điều trị bệnh đau dạ dày ạ? Trong các bệnh lý về dạ dày thì người ta sử dụng một số các nhóm thuốc như sau. Thứ nhất là các thuốc ức chế tiết axit, ức chế gọi là các thuốc ức chế bơm proton. Các thuốc này có đuôi như là prazone ấy, ví dụ như là omeprazone này, esomeprazone, lansoprazone và pantoprazone. Các thuốc này thì làm giảm tiết axit, thì qua cái sử dụng như thế thì axit dịch vị nó sẽ giảm nhẹ đi, và kết hợp với điều trị thì bệnh lý về dạ dày nó sẽ giảm nhẹ được phần nào. Nhóm thuốc thứ hai được sử dụng đó là các thuốc kháng sinh để điều trị vi khuẩn HP. Nhóm thuốc thứ ba là các thuốc trung hòa axit dạ dày. Các thuốc trung hòa axit dạ dày ví dụ như là natri carbonate này, natri bicarbonate, canxi carbonate hoặc là nhôm magie oxit. Đấy là những thuốc mà khi uống vào thì nó làm trung hòa, làm giảm cái axit của dịch vị xuống, thì nó cũng làm cho cái bệnh lý về dạ dày nó giảm nhẹ được phần nào. Nhóm thuốc tiếp theo đó là các nhóm thuốc về bao phủ niêm mạc dạ dày, ví dụ như là các hoạt chất như là sucralfate này, rồi bismuth, đấy là các thuốc làm bao bọc các vết loét. Tuy nhiên là các thuốc này thì nó cũng có một cái mặt trái, đó là nó làm giảm hấp thu đến các thuốc khác. Vì vậy là khi mà sử dụng các thuốc bao bọc niêm mạc dạ dày thì cần phải lưu ý đến cái thời gian cũng như là thời điểm uống của các thuốc để làm sao cái việc hấp thu được là tốt nhất. Và nhóm thuốc cuối cùng là nhóm thuốc thứ 5, là nhóm thuốc điều trị triệu chứng. Với những người mà bị đau dạ dày ấy, thì nó có một số cái triệu chứng như là buồn nôn này, đầy hơi và tăng co bóp của dạ dày. Vì vậy thì người ta sẽ có một số thuốc làm giảm co bóp, ví dụ như là rotaverin này, rồi nospa, rồi papaverin, nó làm giảm cái co bóp của dạ dày thì nó cũng làm giảm các cơn đau dạ dày. Các thuốc như là simeticone thì nó làm giảm cái đầy hơi trong trướng bụng. Các thuốc domperidone thì nó làm giảm cái trào ngược như là buồn nôn, nôn. Đấy là các thuốc điều trị triệu chứng. Xin cảm ơn dược sĩ Trần Duy Khanh với những cái chia sẻ, những cái thông tin rất là bổ ích vừa rồi. Quý vị thân mến, hy vọng là qua những chia sẻ của dược sĩ Trần Duy Khanh vừa rồi về căn bệnh đau dạ dày thì quý vị đã có thêm cho mình những thông tin sức khỏe hữu ích để có thể phòng bệnh và chữa bệnh một cách tốt hơn. Để được tư vấn kỹ hơn, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số hotline 0823 800 102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tuvanbacsi115a@gmail.com. Chương trình Sống Khỏe cùng IDC Live đến đây là kết thúc, và xin chúc cho quý vị khán giả sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe để tận hưởng được những niềm vui trong cuộc sống. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.